Tiếp đối hành trình truyền cảm hứng, bảo vệ môi trường, Hehedie lại tiếp tục tham gia mở màn chuỗi dự án Ngừng ăn thịt thú rừng, góp thiện cho đời trong video âm nhạc năm 2024. Chiến dịch này sẽ kéo dài 2 tháng, hoạt động tại Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế và Lâm Đồng. Thì anh nghĩ là trong một cái hệ sinh thái rừng, nó phải có động thực vật đa dạng thì nó mới tốt. Và Hen nghĩ là nếu Hen là một người trẻ, Hen cần chia sẻ tiếng nói của mình, bên cạnh đó là mình được có cơ hội được đóng góp. Và hơn hết là khi mà tham gia với chương trình, mình sẽ học được rất là nhiều kiến thức khác nhau. Và từ đó mình có thể áp dụng cho chính bản thân mình về những kiến thức. Bên cạnh đó có thể chia sẻ và lan tỏa đến cộng đồng của mình. Theo Hehedie, góp thiện là chung tay cứu lấy sự sống cho những loài hoang dã. Trước là để nâng cao ý thức cộng đồng về vai trò của việc bảo tồn đa dạng sinh học, lên án những hành vi vi phạm pháp luật. Sau là để khai mở những giá trị, tài nguyên quốc gia bằng cách triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa. Hehedie cũng nhấn mạnh rằng đó không chỉ là nhiệm vụ của riêng ai mà là trách nhiệm chung của mọi người. Muôn loài đều cần được yêu thương nên cần loại bỏ quá trình tiêu thụ thịt động vật hoang dã. Và khi mà chúng ta có một cái hệ sinh thái đa dạng và tốt thì chứng tỏ là chúng ta đang tự bảo vệ chính bản thân mình, bảo vệ sức khỏe của mình. Và Hen hy vọng là mọi người sẽ dành nhiều thời gian hơn cho các dự án môi trường và dành tình yêu cho tất cả các loài muôn thú và hơn hết là ngừng ăn thịt thú rừng để góp thiện cho đời. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa góp phần hình thành ý thức cộng đồng. Hoa hậu Hehedie mong thông qua việc trồng rừng, năm nay sẽ là năm không chỉ thách thức bản thân mà còn để truyền cảm hứng. Qua hành trình và đóng góp thiết thực này sẽ kết nối mọi người cùng nhau hành động đẹp vì thú rừng. Đáng chú ý, sau khi hoàn thành dự án này ở Thừa Thiên Huế ngày 16 tháng 3, Hehedie sẽ tiếp tục đến Ninh Bình thực hiện dự án liên quan đến môi trường ở Cúc Phương trước khi đi trồng rừng ở Bến En, Thanh Hóa.